Chào bà con cô bác nha. Hôm nay 26 tháng 11 nha. Cũng còn ít máy thôi nha, chứ không có nhiều. Nay mai không có đi chợ được, coi nhiều máy đang mới nhiều. Cây G5 Brim nha. 700 ngàn nha. G5 Brim máy đẹp nha. 700 ngàn. RAM 2 bộ nhớ 16 GB. Cây HD Trung Quốc nha. HD camera của Trung Quốc nha. Cây này bán 300 ngàn. 300 ngàn. Máy nhìn cũng bự nha. Mà máy nhìn cũng đẹp nha. Oppo Neo 9 nha. Cây này bị lít kính từ lưa hết nha. Nó lít kính như này, tàn xét luôn nha. Cây này bán 300 ngàn nữa nha. Nó lít kính còn xài ok nha. Nó 300 ngàn. Oppo Neo 9 nha. RAM 2 bộ nhớ 16 GB. Z320 nha. Samsung Z320 màn zin luôn nha. Cây này hết pin rồi. Cây này bán 500 ngàn nha. RAM 1 GB dưới, bộ nhớ 8 GB nha. Z320 ấy thì nó cũng như thằng Z5 thôi. À, cầm Z5 lên nó cũng không có khác nha. Chi năm nay cũng hết rồi. G530 nha, RAM 1 GB dưới, bộ nhớ 8 GB nha. Màn hình thì hơi xấu chút. G530 màn hình hơi xấu nha, bán 300 ngàn nha. Nó màn hình xấu mình bán 300 ngàn nha. Mobitab Rumble S2 nha. Cái này RAM 3 GB, bộ nhớ 32 GB. Đó, màn hình nó hơi xấu, bán 500 ngàn nha. Màn hình xấu nha, bán 500 ngàn. RAM 3, bộ nhớ 32 GB. Rumble Mobitab Rumble S2. A71 Samsung A71 máy của Trung Quốc. Đó, máy của Trung Quốc nha. 400 ngàn cây nha. Cây màu xanh cũng bằng giá vậy luôn nha. Cũng 400 ngàn luôn. Màn hình thì rất đẹp nha. Mà có cái nắp sau thì nó bể thôi. Cây nào cũng vậy. Đa số là nắp bể thôi. Nắp không bể nó bán giá khác à. Oppo A93 nha. Cây này cũng của Trung Quốc luôn. Bán 400 ngàn luôn. Đó, Oppo A93 nha. Cây này bán 400 ngàn nha. Máy của Trung Quốc cũng bể nắp luôn. Bể nắp mình đổ đồng giá hết. Z7 LED bị hư màn hình nha. Đó, nó sọc từ trên đây xuống này. Rồi sọc ngang nha. RAM 3, bộ nhớ 32 GB. Bán 500 ngàn nha. 500 ngàn. RAM 3, bộ nhớ 32 GB. Z7 LED. Cây này màn hình đẹp mình bán đây 1,4 triệu. Có màn hình sọc này thì mình bán 500 ngàn nha. Oppo Leo 9 nha. Cây này bán 500 ngàn. RAM 2 bộ nhớ 16 GB. Cây nào cũng bị bể góc rồi.
ốc bồ thường thường nó hay bể góc nó xấu. Cây này bán 500 ngàn đó nhỉ. G530 màu vàng nha. Cây này màn hình nó đẹp bán 400 ngàn nha. Màn hình nó đẹp nguyên cây. Đó, cây này bán 400 ngàn đó nha. Bi thì gần hết. 400 ngàn RAM 1GB dưới bộ nhớ 16 ấy bộ nhớ 8GB. Bán 400 ngàn. Ấy bán 350 nha, 350. Samsung Note 3 RAM 3 bộ nhớ 32GB. Nó bán 700 ngàn, 700 ngàn. Mấy cái này lớp sơn nó chóc hết rồi nha, về nhà sủi nó đi hết. Nó sơn cho có kiểu cọ thôi. Chứ cái mặt khung của nó đã bằng nhôm, cạo đi nó ra nhôm. Nhôm hay bằng thiếc vậy đó. RAM 3GB bộ nhớ 32GB nha. Cái này bán 700 ngàn nha. Cây compact nha. Compact RAM 2 bộ nhớ 16GB nha. Lúc này nó hơi sâu chút, nên mình đôn lên. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16GB compact. Đó, màn hình thì cũng xấu xấu nha. Cây này bán 400 ngàn nha. 400 ngàn compact nha. Cái INV nha. INV bán 300 ngàn nha. Hồi nãy có ai hỏi chốt đó mà chưa có chốt nè. Cây này bán 300 ngàn nha. Cái đó RAM 1GB bộ nhớ 8GB. Samsung G2 Prime. Đó, cây này thì đẹp nguyên cây nha. Cây này đẹp nguyên cây bán 500 ngàn nha. Còn có mấy cây vỏ nó hơi xấu xấu ấy, mình bán 400 ngàn. RAM 1GB dưới bộ nhớ 8GB. Samsung S5 500 ngàn. Xài tải YouTube tốt nha. Android cũng còn cao, tải YouTube tốt nha. Cây này bán 500 ngàn. Màu trắng. Có cây màu đen này cũng đồng giá luôn, 500 ngàn luôn. Đó, cây màu đen này cũng bán 500 ngàn luôn. Nắp này thì có nhé. Nắp kính, cái mặt kính của nó mình có nhé. Bỏ vô mà quên không bỏ nhé. Mấy dòng S5 này là RAM 2 bộ nhớ 16GB nhé. Cái này có đo nhịp tim nhé. Bán 500 ngàn, màu đen màu trắng nhé. Cây sáp nhé. Sáp máy của Nhật nhé. Mà khung sim mình chưa có kiếm ra, không biết nó rớt đâu. Cây này mạnh lắm, RAM 3GB, 2GB đó. Cây này RAM 2GB gì? RAM 2GB nha. Bộ nhớ thì 16GB. Cây này không có khay sim nha. Bán 500 ngàn nha, sáp Nhật nha. Mất có khay sim không, mất mấy trăm ngàn. Nokia 3 nha. Nokia 3 này RAM 2 bộ nhớ 16GB, bán 800 ngàn. Máy Nokia 3 đời sau á, có màn hình to, màn hình tràn viền. Bán 800 ngàn Nokia 3 nha. Cái nắp sau của nó thì hơi xấu xấu. Cái này đặt bát chắc là hết á.
Oppo F1S RAM 3 bộ nhớ 32GB bán 800.000 luôn, bỏ xấu luôn, bán 800.000. Nó cây gì, cây gì 3 kia với lại cây gì 5 này nó cũng y như nhau nha, mà cây gì 3 kia màn hình nó đẹp, còn cây này màn hình nó bị ám. Đó, màn hình nó ám nhé, da màu trắng nha, thấy đó, nó ám màu. Cây này bán 400.000 đó nha, 400.000 hạ xuống bán 400.000. iPhone 8 Plus của Trung Quốc nha, bán giá nghe gọi nha, 500.000 nha, 500.000. iPhone 12 nha, còn cây nha. Đó, màn hình rất là đẹp luôn. Cây này bán 800.000, 800.000. iPhone 12 có Zalo, Facebook này, ok nha. Tải sẵn này. Tải mấy dòng máy này nhiều người về không biết tải. Mấy dòng máy này nhiều người không biết tải Zalo ra làm sao luôn. Mình vô trong này, vô Search Play nè, rồi mình tải. Nó đánh tài khoản vô mình tải thôi. Cây iPhone 11 Pro Max của Trung Quốc. Đó, cây này về chữ chơi lắp ốp vô nó đẹp. Cây này bán 700.000, 700.000. iPhone 11 này. iPhone 11 Pro Max của Trung Quốc bán 700.000. Cây Lenovo RAM 2 bộ nhớ 16GB. Android 4.4. Android thì có 4.4 rồi, vô trình duyệt này, Chrome này, trình duyệt trang web mình coi, YouTube đánh chữ YouTube mình coi đó. Cây này lâu quá rồi mình bán xả hàng nha, 400.000 nha, 400.000. Màn hình 8 inch luôn nha. Cây Martell nha. Cây Martell này cảm ứng nó bị xước này. Cảm ứng nó bị xước từ lưa hết. Bán 400.000 luôn. Android nó 8.1. Touch 8S. Touch 8A chứ. Mobile Touch 8A bán 400.000. Asus Tab 3. Ấy là Samsung Tab 3. Cây này Android cũng thấp nha, vô trang web trình duyệt coi phim nha, coi YouTube á. Cây này bán 300.000, 300.000. Nó có xài sim luôn đó. Bán 300.000. Cây Tab E. Tab E này Android cao nha, tải YouTube tốt nha. Màn hình 10 inch luôn. Đó, Android nó 6 chấm nha. Cây này bán 1.1 triệu nha. Tab E nha, bán 1.1 triệu nha. Còn cây này cũng Tab E luôn mà Android thấp 4.4 á, mình bán 900.000 nha. Nói Android của nó có 4.4 á, mình bán 900.000. Đó, Android của nó 4.4. Vô trang web kịch truyệt coi phim nha, bán 900.000. Đó, hai cây nha, muốn lấy cây nào lấy nha. Hai cây giá khác nhau. Còn Tab
Step A 2016 nha, có hai cây nha, màu đen màu trắng, 700.000 độ đồng giá 700.000. Đó, cây nào cũng màn hình zin hết nha. Cây nào màn hình cũng zin hết nha. Hầu như nó zin gần cây luôn. Cây này bán 700.000 nha, màu đen màu trắng bán đồng giá luôn nha, 700.000. Mấy cái này đánh bát là nó hết. Đánh keo nó bị dính keo đó. Cây Lenovo này RAM 2 bộ nhớ 16GB luôn. Mà bị lít kính mất tiêu rồi. Nó bị lít kính trước á. Bán tụt giá luôn nha, 300.000 nha. Cây này RAM 2GB bộ nhớ 16GB. Android nó như 7 chấm hay gì đó. 6 hay 7 chấm gì đó, coi tốt. Đó, mua cái này về chống cháy tốt. Bán xả 300.000 nữa nha. Cây Martell nha. Gọi là Galaxy Tab đó. Cây này Android cũng vô trình duyệt coi phim nha. Trình duyệt trang web coi phim á. Cây này bán 500.000 nha, màn hình 10 inch nha. Tại mấy nay bận quá không có sạc pin nữa. Cây nào cũng gần hết pin hết trơn nè. Cây này cũng mới sạc lên có 1%. Nó cảm ứng thì còn bấm ok nhé, Android 7 chấm luôn, hết pin rồi. Cây này bán 300.000 nha, cây này bán 500 nha. Đó, cây này lên bán 500 nha, màn hình đẹp nha. iPad 3 không xài sim. Đó, iPad 3 không xài sim nha, cây này bán 600.000 nha. iPad 3 không xài sim 600.000. Đó, hôm nay thời lượng có bao nhiêu đâu, ít phải mình quay ít chứ. Rồi chào bà con, cô bác nha. Như thường là ai mua thì chốt cho mình cái cạc, mình cho Mobi 50.000. Rồi shipper tới lời thì trừ ra cộng tiền ship thôi. Còn ai chuyển khoản nguyên cây mình bao ship. Ai chốt hai cây một lần mình bao ship. Tiền ship bên mình thì cao nhất này cũng chỉ có 30.000 thôi, còn có khi 20 mấy ngàn, 10 mấy ngàn cũng có nữa, tùy theo xa gần. Chào bà con cô bác nha.